Xin kính chào quý bà con. Hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2021 nhằm ngày 5 tháng 9 âm lịch, kênh Nhà Nông Miền Tây xin cập nhật giá xoài các loại cho quý bà con tham khảo. Giá xoài hôm nay tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ tiếp tục tăng nhẹ. Giá xoài hiện tại kênh cung cấp cho quý bà con thời điểm này chỉ mang tính tham khảo nha quý bà con. Giá xoài hôm nay cụ thể như sau. Xoài cát Hòa Lộc mua xô từ 27.000 đến 38.000 đồng mỗi kg. Xoài cát chu xanh xô từ 13.000 đến 16.000 đồng mỗi kg. Xoài cát chu vàng xô từ 17.000 đến 20.000 đồng mỗi kg. Xoài keo mua xô từ 10.000 đến 11.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan xanh loại 1 từ 16.000 đến 17.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan xanh loại 2 từ 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan xanh xô từ 12.000 đến 14.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan vàng loại 1 từ 39.000 đến 40.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan vàng loại 2 từ 19.000 đến 20.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan xô từ 29.000 đến 32.000 đồng mỗi kg. Xoài tượng da xanh có giá từ 13.000 đến 14.000 đồng mỗi kg. Giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Quý bà con nào đã bán có giá xin vui lòng comment bên dưới để cập nhật chính xác tình hình giá xoài cho bà con tham khảo nha. Ngoài giá xoài kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.